Thực sự là hôm nay mình rất là vui cho nên mình chỉ quay lại cái cảnh là mình đạt được cái 100.000 subscribe nhá. Mình rất là vui vì mình không nghĩ là mình có thể làm được điều này ạ. Làm cái YouTube này mình là một người không chuyên mà để đạt được 100.000 subscribe này thì mình thực sự là cảm thấy rất là vui ấy, nên nay mình muốn chia sẻ cái khoảnh khắc này. Và mình thực sự là cảm ơn rất là nhiều đối với các bác, các cô, các anh, các chị và các bạn. Và ngoài ra còn có những em nhỏ thích nấu ăn nữa, vì đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong cái kênh này để mình có thể đạt được cái mức là 100.000 người đăng ký ạ. Thực sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Đấy. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ để cái kênh này ngày càng phát triển ạ.